Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang cuộc thi họa toàn quốc Bá Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990, tiền thân của cuộc thi họa Việt Nam ngày nay. Lúc ấy, chị đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Diệu Hoa chia sẻ đã gửi số đo vào thành phố Hồ Chí Minh nhờ ca sĩ Cẩm Vân đặt may bộ áo dài để dự thi năm đó. Khi đăng quang, Nguyễn Diệu Hoa chỉ được biết tới là con gái của một quan chức ngoại giao cấp cao. Thời điểm tổ chức cuộc thi vẫn còn nhiều hạn chế về hồ sơ, nên thông tin cá nhân của thí sinh khá ít ỏi. Về sau, bản lý lịch trọn vẹn của họ Việt Nam năm 1990 mới được tiết lộ, khiến chính nhà thơ Dương Kỳ Anh, cha đẻ của cuộc thi họa Việt Nam, ngỡ ngàng. Nguyễn Diệu Hoa đúng chuẩn tiểu thư cảnh vàng lá ngọc. Mẹ ruột của chị là bác sĩ Đặng Nguyệt Bích, ông ngoại là giáo sư bác sĩ danh tiếng Đặng Vũ Hỷ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực da liễu ở Việt Nam, người từng giành giải thưởng Hồ Chí Minh. Bà ngoại của hoa hậu là bà Phạm Thị Thức, con gái quan thượng thư bộ lại Phạm Quỳnh của triều đình Huế. Học giả Phạm Quỳnh là chủ bút Nam Phong tạp chí, người tiên phong cho việc sử dụng chữ quốc ngữ thay thế cho chữ nho và tiếng Pháp tại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Không chỉ có vẻ đẹp quý phái, Diệu Hoa còn nổi tiếng là hoa hậu đa tài, thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, chị được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất. Hoa hậu Diệu Hoa từng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Viện Công nghệ Châu Á ở Thái Lan. Hiện chị là giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Manesh Den gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó. Manesh Den không chỉ bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp dịu dàng của Nguyễn Diệu Hoa, mà còn thích thú với màn ứng xử thông minh của chị trong đêm chung kết của thi sắc đẹp. Chuyện tình của hoa hậu và doanh nhân được ví như cổ tích. Sự khác biệt về văn hóa là rào cản với nhiều cặp đôi, nhưng với Nguyễn Diệu Hoa và Manesh thì trái lại, họ cảm thấy thú vị vì được trải nghiệm những miền văn hóa đa sắc màu. Hai người đã có với nhau ba người con gái cả Nguyễn Diệu My sinh năm 1997, con gái thứ Nguyễn Diệu Ly sinh năm 1998, con trai út Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 2000. Cuộc sống viên mãn và hạnh phúc của hoa hậu Diệu Hoa được nhiều người ngưỡng mộ. Từ nhiều năm nay, gia đình chị luôn duy trì truyền thống đón Tết tại Việt Nam. Họ Diệu Hoa vẫn giữ gìn đến nhan sắc trẻ trung và quyến rũ dù đã 55 tuổi. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của họ Diệu Hoa là chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn uống phù hợp, thể dục thường xuyên, thỉnh thoảng đến mỹ viện chăm sóc làn da. Chị quan niệm muốn trẻ lâu nên sống thanh thản thoải mái, tâm hồn rộng mở, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với mọi người. Quý vị đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Họa Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Họa Việt Nam cũng như thế giới.